Hello, xin chào các anh em. Thế nào để chạy quảng cáo Facebook hiệu quả? Đó là câu hỏi mà rất nhiều người bạn đã đặt câu hỏi cho mình. Các bạn thường có câu hỏi rằng là ví dụ các bạn sẽ có một sản phẩm A. Hôm nay các bạn chạy sản phẩm A nó rất là ngon, rất là tốt. Đấy, thì làm thế nào để mình có thể tăng ngân sách lên và chạy nó vẫn giữ được cái hiệu quả như vậy? Và hôm nay nó chạy rất là ngon nhưng mà ngày mai nó không ra kết quả thì làm thế nào? Đúng không ạ? Hoặc là mình đang chạy cái sản phẩm này trước đây đấy, giá nó chỉ khoảng dưới 10.000 nhưng mà bây giờ nó tăng lên 25 30.000 một cái tin nhắn, thì làm thế nào để có thể tối ưu nó được xuống? Thì cái câu trả lời của mình đó chính là mình không biết làm nào cả. Nếu như các bạn chỉ nói như vậy thì rất là khó đấy, mình không biết làm như nào cả. Nhưng mình biết một cái đó chính là hiệu quả đối với các bạn ở đây chắc là ra đơn hàng, đúng không ạ? Ra đơn hàng là làm thế nào để chạy quảng cáo ra được đơn hàng ngay lập tức. Thì xin thưa rằng là cái việc chạy quảng cáo ra đơn hàng ngay lập tức nó rất khó khăn, nó không còn dễ dàng như 1 2 năm trước đây. Vậy nên là để chạy quảng cáo hiệu quả thì các bạn sẽ cần phải biết một số những cái thứ sau. Thứ nhất là các bạn, ví dụ các bạn có một sản phẩm, ví dụ sản phẩm A giá nhập, ví dụ nhập giá nhập là 100k, đúng không ạ? Thì các bạn giá bán mình ví dụ ở đây nó là 250.000 thì các bạn đang có lãi là 150.000. Tiếp theo là cái chi phí, cái lợi nhuận đây, lợi nhuận là 150k, thì ở đây sẽ cần phải tối ưu chi phí. Thì chi phí ở đây bao gồm cái gì? Thứ nhất là tiền quảng cáo, thứ hai là tiền ship, thứ ba là tiền phụ phí ở đây tức là cái tiền đóng gói đấy, tiền đóng gói. Cái số 4 đó là tiền nhân viên, cái số 5 đó là tiền cơ sở vật chất, gồm có điện nước khấu hao tài sản các kiểu. Cái thứ 6 có thể đó là những cái phí khác, cái này rồi. Đấy, phí khác mình viết thế này chắc bạn hiểu đúng không ạ? Thì tối ưu ở đây là gì? Thì tổng cái chi phí này, ví dụ đây là tổng chi phí tối đa các bạn có thể trả là bao nhiêu. Các bạn phải biết là tổng chi phí ở đây tối đa các bạn trả bao nhiêu. Ví dụ tổng chi phí ở đây là các bạn có thể trả 80.000, 80k, thì cả cái khâu này đấy, cả cái khâu mình bôi vàng này nhé, thì các bạn có thể là 30.000, nó chiếm 30.000 đúng không ạ, 30k ví dụ vậy đấy, thì nó chiếm 30k. Còn cái phần ad này nó sẽ chiếm 50k đó. Thì ở đây các bạn sẽ cần phải tối ưu chi phí ad làm sao để một đơn hàng nó sẽ chỗ này nó là cái mức tối đa 50, chỗ này là chi phí f và chỗ này là tối thiểu là min. Đấy, thì cái min này nó bằng không càng tốt, bằng không thì càng tốt đúng không ạ, bằng không thì càng tốt đó. Thì ở đây làm thế nào để có thể chạy được hiệu quả thì là một cái câu hỏi rất là khó, nhưng mà nếu như các bạn biết được cái ngưỡng như này thì các bạn có thể làm được. Thì cái để chạy được quảng Facebook hiệu quả thì nó gồm rất nhiều vấn đề. Đó là gì? Các bạn cần phải trả lời được câu hỏi là tại sao khách hàng lại phải mua sản phẩm của mình. Tôi mua hàng của mình đi, mua hàng của mình là thứ nhất. Tiếp tục là tại sao khách hàng lại phải mua hàng của mình mà không phải người khác. Đấy, là hai câu hỏi lớn. Thì đây là cái hai câu hỏi vô cùng quan trọng là các bạn sẽ phải tự trả lời cho các bạn. Nếu như các bạn trả lời được thì chắc chắn là các bạn sẽ bán được hàng, và nó sẽ bán được một cái với cái lượng chi phí nó rất là rẻ. Và hình dung nhỉ, các bạn sẽ biết cách làm để cho cái chi phí quảng cáo nó rẻ lại, và các bạn sẽ tối ưu chi phí quảng cáo, được chưa? Thì đây là hai câu hỏi mà các bạn sẽ cần phải tự hỏi mình và tự trả lời, chứ mình không thể trả lời thay cho các bạn. Đấy, thì xét trên khía cạnh chạy quảng cáo thì nó chỉ giải quyết, nó chỉ chiếm được cái phần quảng cáo ấy, nó chỉ chiếm được 20% kết quả thôi. Đấy, 20% kết quả thành bạn. Vậy nên là trước khi nghĩ đến cái việc kỹ thuật chạy quảng cáo, các bạn hay hỏi mình câu này, tức là các bạn đã quan tâm đến phần target đúng không ạ? Thì phần kỹ thuật
thì cái phần kỹ thuật nó chỉ chiếm phần 20% kết quả thôi, phần quan trọng 80% còn lại nó là một phần nội dung content và thông điệp marketing bạn gửi đến khách đấy. Mọi người thông thường sẽ không hỏi cái này, không hỏi cái 80% này. Nếu như mọi người hỏi cái 80% này, mình sẽ có thể giải đáp cho mọi người rất là cụ thể, rất rõ ràng. Nhưng mà mọi người 20, chủ yếu là mọi người đang quan tâm đến 20%, tức là phần kỹ thuật chạy ad. Thì kỹ thuật chạy ad ở đây mình xin cho hôm nay mình chia sẻ cho anh em một cái mẹo, một tip. Tip là gì? Tip ở đây đó chính là Facebook nó là một cái thị trường rộng lớn và có rất nhiều người cùng bán hàng trên Facebook. Vậy nên là Facebook sẽ phân phối đều cái biên độ lợi nhuận, phân phối đều miếng bánh của Facebook cho tất cả mọi người. Thì vậy nên là cái miếng bánh này nó phân phối bắt đầu qua page và qua tài khoản quảng cáo. Vậy nên để chạy quảng cáo hiệu quả, các bạn cần có nhiều fanpage và có nhiều tài khoản quảng cáo. Cần có nhiều fanpage và có nhiều tài khoản quảng cáo. Tại sao lại như thế? Thì các bạn cứ hình dung xem, đúng không ạ? Nếu như các bạn có một cái sản phẩm, ví dụ là cái bán quần áo thì có phải một mình bán quần áo không, đúng không ạ? Thì tại sao mà bạn không làm đến 100 cái fanpage để bạn làm quần áo, mà bạn chỉ làm một cái fanpage thôi? Đằng nào bạn phải chạy quảng cáo, đằng nào bạn phải làm fanpage, thì bạn hãy làm 100 cái đi, làm một cái để làm gì, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ có cái ví dụ page A B C D E, ví dụ có 5 cái page và có 5 cái tài khoản quảng cáo. Thực ra không phải 5 đâu, mà là 10 đúng hơn, 1, 2, 3, 4, 5. Ví dụ đây mình cứ lấy ví dụ là 5. Thì chúng ta sẽ làm thế nào, chúng ta chạy quảng cáo thế nào? Thì các bạn chỉ cần phương án 1 là tài khoản biết A chạy tài khoản 1, tài khoản 1 chạy quảng cáo biết A, tài khoản 2 chạy quảng cáo biết B, tài khoản 3 chạy quảng cáo biết C, tài khoản 4 chạy quảng cáo biết D, tài khoản 5 chạy quảng cáo biết E. Ở đây là cùng một sản phẩm cho nó dễ, để các bạn dễ hình dung. Đấy, các bạn chạy như vậy, cứ chạy như này, đúng không ạ? Thì sẽ đông vui màu cho anh em dễ hiểu. Đấy, chạy như này, đây là test page. Đấy, ví dụ như này, nếu như cái trường hợp 1 các bạn chạy như này mà page A và tài khoản 1 quảng cáo này nó hợp với nhau, thì nó sẽ ra cái giá mét rẻ, ra kết quả rẻ thì các bạn giữ. Còn nếu như nó không tốt thì sao? Thì ở đây các bạn sẽ chạy ở cái tài khoản này, chúng ta sẽ dùng tài khoản quảng cáo A, chúng ta chạy để biết A, đúng không ạ? Thì tiếp tục mình sẽ bôi vàng đây để hiển thị, đó là cái biết A, đúng không ạ? Thì cái lúc cái biết 1 này thì mình sẽ tạm nghỉ, hoặc là mình sẽ chạy sang một cái biết khác, ví dụ chạy sang biết C chẳng hạn, chạy sang biết C chẳng hạn, đó. Các bạn hình dung nhỉ? Thì các bạn sẽ cần có nhiều tài khoản quảng cáo để các bạn đổi đi, bởi vì các bạn cần phải biết thuật toán của Facebook là mỗi một tài khoản quảng cáo nó sẽ phân phối cho chúng ta một cái tệp ngẫu nhiên. Và nếu như các bạn chỉ có một tài khoản, một fanpage và một tài khoản, thì chắc chắn là các bạn nắm chắc phần thua trong tay rồi. Các bạn có nhiều fanpage và có nhiều tài khoản, các bạn còn thua cũng chỉ là các bạn chỉ có một fanpage và một tài khoản. Vậy nên các bạn cần có nhiều fanpage và có nhiều tài khoản quảng cáo để chúng ta làm gì? Để chúng ta test cái tệp khách hàng được Facebook phân phối cho chúng ta. Các bạn hình dung nhỉ? Và thời gian đầu thì chắc chắn là cái tài khoản là 1 này, cái page của chúng ta là 2 này, là nó sẽ chạy giá thành rất là cao. Còn khi nào nó chạy rẻ được thì ít nhất là cái tài khoản quảng cáo này phải chạy đều được một tuần nhé các bạn nhé. Ít nhất là các bạn tài khoản quảng cáo này phải chạy đều một tuần và nó có giá trung bình rồi, thì lúc đấy nó mới cố định được cái tệp đối tượng của tài khoản. Và nó chạy rẻ không nào? Nó sẽ chạy rẻ nếu như cái chu kỳ nó là 30 ngày, thì ngày 1 đến ngày 10 nó là cái chu kỳ học xong, kết thúc cái qua giai đoạn máy học. Từ ngày 11 đến ngày 20 nó là cái giai đoạn gọi là giai đoạn hoàng kim, tức là lúc này chúng ta có thể bút được ngân sách. Và từ ngày 21 đến ngày 30 là cái giai đoạn đi xuống, tức là bão hòa tệ,
bão hòa trạch. Đấy, bão hòa khí trạch. Vậy nên là sau cái giai đoạn 21 đến 30 ngày này chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ cần phải lên một chiến dịch quảng cáo khác, chúng ta sẽ cần phải chạy trên một tài khoản quảng cáo khác, chúng ta sẽ phải chạy một bài khác. Và các bạn lưu ý rằng nếu như một fanpage các bạn chỉ chạy một bài quảng cáo thì các bạn cũng thua. Vậy nên là các bạn cần có nhiều bài quảng cáo trên cùng fanpage để làm gì? Các bạn hình dung rằng nếu như một bữa cơm nó chỉ có một món thịt và một món rau thì nó rất là nhàm chán, nhưng mà bữa cơm có 5-6 món khác nhau thì chúng ta sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều. Thì khách hàng cũng vậy, thì cái bài viết bài quảng cáo của bạn có 5-6 kiểu định dạng khác nhau chạy cho khách hàng, thì cái món ăn dành cho khách hàng, cái sự kích thích dành cho khách hàng nó sẽ cao hơn, và lúc đấy fanpage của bạn sẽ được nhiều tương tác hơn. Và cái cách chạy để các bạn có thể thu hút được nhiều chính là các bạn nên sử dụng video, nên sử dụng video hơn sử dụng ảnh. Và theo thống kê thì năm 2020 ấy, thì cái dữ liệu liên quan đến video là chiếm đến 75%, và năm 2021 này thì chắc là cũng phải tương tự hoặc hơn. Vậy nên video nó là xu hướng rồi, là xu thế rồi. Các bạn có thể xem rằng là bây giờ người ta xem TikTok, người ta xem YouTube và thậm chí Facebook cũng có là Facebook Watch, đúng không ạ? Facebook Watch nó là cái này, thì video đang là xu thế là trend. Vậy nên các bạn nên quảng cáo bằng video, tất cả các mặt hàng đều quảng cáo bằng video, nó đều có lợi thế hết các bạn nhé. Nó đều có lợi thế hết. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng có thể xem trực diện, xem chính diện được luôn sản phẩm của mình. Nếu như các bạn bán những cái sản phẩm thời trang, những cái sản phẩm về mặt hình ảnh, về nhìn ấy, thì khách hàng rất sợ bị mua những cái sản phẩm không đúng với hình ảnh, không đúng với. Vậy nên là video sẽ giải quyết được vấn đề đấy cho các bạn, đúng không ạ? Ở đây mình không tìm thấy cái nào. Đây, ví dụ đây là video này. Đó, các bạn thấy đôi giày này, được chưa? Thì đây là cách chạy đó. Đó, ok chưa? Thì đây là cái cách chạy trực diện nhất, chính xác nhất mẫu sản phẩm của bạn, và khách hàng sẽ tin đấy là sản phẩm thật và sẽ có cái xu hướng đặt hàng và không bị bom hàng nhiều hơn. Ok, thì đây là cái chia sẻ của mình dành cho một số bạn đang đặt câu hỏi là làm thế nào để giảm cái giá thành hiện tại xuống. Thì với cái thời điểm giáp Tết như này thì xin thưa là không giảm được đâu. Nếu như cái fanpage của các bạn dưới 10.000 like thì chắc chắn nó sẽ không giảm được. Còn fanpage của các bạn đã có lượt like, lượt follow lớn, và xem cái ví dụ như cái fanpage này, cái fanpage này cũng là fanpage mới này, thì nó sẽ cũng không thể là tối ưu được xuống đâu. Đấy, vậy nên có thể đây mình sẽ gì nào, giày Nam Smart Band đây, nếu như nó là cái fanpage như thế này đấy, 602 lượt like này, các bạn hình dung ạ, thì nó mới chạy quảng cáo rẻ được. Thì nó chạy quảng cáo rẻ được, và để chạy quảng cáo rẻ được thì đây mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, nó sẽ chạy, phải chạy rất nhiều bài. 280 này, 280 bài quảng cáo, các bạn hình dung ạ. Nó phải chạy hết rất nhiều bài để tối ưu, để kéo traffic về cái fanpage của nó. Và cái fanpage của nó này, các bạn thấy không ạ, dùng rất nhiều thứ, gồm có website, gồm có YouTube, gồm có Instagram, gồm có các thứ thương hiệu ở đây. Thì cái tân tật có cơ sở ở đây, và nó có cái lượng follow cực kỳ lớn. Thì để chạy được như, nó phải chạy như thế này thì nó mới rẻ. Đấy, hình ảnh này, các bạn yêu ạ. Ok, thì trên video hôm nay mình xin chia sẻ, xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.